Chúng con xin kính chuyển đến camera camera Đỗ Anh Dũng, pháp danh Thiện Trúc. Chúng con kính mời gia đình đọc lời tri ân, và chúng con kính mời Mái Nguyễn Thị Đức, pháp danh Diệu Đạt Sơn ở Zoom 336 chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tâm tư kính bạch chư tôn tiền đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cha các má cùng chư liên hữu đồng tu trên đường luân thế giới ngộ niệm. Bố con là Đỗ Anh Dũng, pháp danh Thiện Trúc Đức, 69 tuổi, xả bỏ báo thân lúc 4:30 ngày 19 tháng 10 năm 2022. Bố con sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, trong chiến đấu là chiến sĩ anh hùng, trong công tác đảm trách nhiều chức vụ lãnh đạo như hiện 45 năm tuổi đảng, và đặc biệt cả đời bố con chưa từng đến chùa thắp hương bái Phật. Khi biết mình mang bạo bệnh ung thư suy đa tạng không còn khả năng cứu chữa nên bố con rất đau buồn, có chút buông xuôi chán nản. Với nỗi đau buồn này, gia đình con được sư phụ Đại Đức Thích Vĩnh Tường trụ trì chùa Hộ Huệ đã khai trang điển huệ bằng cách quy y cho bố được hướng về tâm đạo, sắp xếp cho đạo tràng Địa Tạng đến nhà cùng hơn 20 tờ kinh Địa Tạng, đồng thời giới thiệu gia đình con với tu sĩ dự định ở Mộc Châu Sơn La và sư cô chân tông ở Khánh Hòa. Khi tiếp nhận thông tin, cả chị dự định và sư cô chân tông đều nhận định đây là trường hợp đặc biệt cực kỳ khó khăn, nhưng bằng tấm lòng từ bi quyết tâm độ người bản thân theo lời dạy của thầy cư sĩ Diệu Âm nên cả sư cô và chị Diệu Thị đã quyết định ở lại trực tiếp giám sát hướng dẫn gia đình tu tập niệm Phật. Trải qua gần 20 ngày kiên trì miệt mài, vô hình chung sư cô cùng chị Diệu Thị đã trở thành người thân trong gia đình của con. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất khó khăn. Về phần bố con, tuy đã mở lòng tiếp nhận nghe những lời giảng pháp của sư cô, lời khuyên người niệm Phật của lão cư sĩ Diệu Âm, nhưng ông chưa tự nguyện niệm Phật, nếu có thì miễn cưỡng, chưa nhất tâm. Cuối cùng thì A Di Đà Phật đã từ bi gia hộ cho bố con, cơ duyên lớn khi được ban tổ chức đường vinh thế giới sắp xếp cho bố con được thầy cư sĩ Diệu Âm khai thị. Gia đình chúng con rất mừng vui. Sau buổi linh chung, bố con như được tiếp thêm quyết tâm và nguyện vọng, ý thức hệ được khai thông, bố con đã bắt đầu tự niệm Phật và tự nghe khuyên người niệm Phật. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2022, bố con đã thông suốt tư tưởng, bố đã xả bỏ bản thân. Trong những giây phút lâm chung, ông vẫn luôn mấp máy môi để cố gắng niệm trọn vẹn câu A Di Đà Phật. Sau 14 giờ hộ niệm, bố con để lại thân thể mềm mại, khuôn mặt tươi tỉnh, môi hồng, toàn thân mềm mại nhưng đỉnh đầu còn lưu lại chút hơi ấm. Ngay giây phút thiêng liêng đó, chú con, bác sĩ đầu ngành, phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc một bệnh viện lớn nhất ở tỉnh đã xúc động thốt lên pháp hộ niệm thật mồm miệng, đã làm cho một người tổ phụ nhỏ lại có thể buông bỏ được hết để an nhiên về. Và chú con cũng giác ngộ, chú quyết định sau này khi cúng tổ tiên chú sẽ cúng bằng phẩm chép. Trên đây là những dòng tâm tư con rất muốn chia sẻ thêm rất nhiều để tỏ lòng tri ân, nhưng thời gian có hạn và rất quý báu dành cho các ông, các bà, các cô, các chú cần nghe cải thiện nên con xin phép dừng. Xin thành kính tri ân và chắp tay đảnh lễ. Một, hạnh mộ của Phật Pháp Đại Đức Thích Vĩnh Tường, Đức Bổn Sư của bố con cùng đạo tràng Địa Tạng chùa. Lời Pháp, lời khai thị đầy đức độ và từ bi nhiệm màu của thầy cư sĩ Diệu Âm. Ba, lời Pháp, công phu tu tập dạy dỗ hàng ngày trong yêu thương của thầy Đại Đức Hạnh Phú và ban tổ chức đường vinh thế giới. Bốn, tấm lòng hộ đạo cao cả của sư cô Tích Nữ chân tâm
tu sĩ Diệu Thiện cùng đạo tràng hộ niệm từ tâm Mộc Châu Sơn La đã đến giúp đỡ gia đình chúng con. Năm, các cô chú anh chị, các ban hộ niệm đang ngày đêm gian lao miệt mài. Quý thư, con xin kính chúc ban tổ chức Đường Dung Thế Giới hộ niệm ngày càng phát triển và phổ cập rộng rãi hơn, đặc biệt những bài pháp lời khai thị vàng ngọc của thầy cư sĩ Diệu Âm, thầy Đại Đức Hạnh Phú sẽ luôn âm vang trường tồn mãi mãi trên khắp thế giới ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thật vô cùng xúc động khi nghe những lời, những tâm tư từ gia đình, những lời thật từ tận đáy lòng, và cũng xúc động cho đến toàn thể đại chúng. Thành tâm chúng con xin chúc mừng gia đình đã có một người trong gia đình là từ nay đã trở thành một vị Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô